giao lưu anh em, cụ mai rừng dán thú à, để chải. Cây này nặng tầm 60 kg nha anh em, bự cây nha. Rồi quay mặt trước đo thước luôn, rồi đi tổng thể cho anh em xem. Cây này nó hồi đầu nhẹ về đây nha, giờ để lại nha. Quay ngang qua đo thước luôn, ngang qua kia. Rồi cây này ngồi bự nha. Quỳnh đã 67, Quỳnh giữ rồi. Quỳnh đây 66. 66. Đó. Ngõ 53. Quỳnh lưng có dễ nè. Quỳnh đây 49. Quỳnh 49 nha. 49 50 ạ. Quỳnh đây 41. Rồi, 41. Đây gì qua bên đây chậu là 1m15, cái chậu nghe 1m15 nha, chiều dài nó em lên đó luôn đó. Chiều dài nó 1m30. Rồi quay về vòng anh, cái này ngồi bự nha, dễ cổ là ok hết nha anh em. Anh em thả chuồng ngang này chơi dàn lưng rồi hết luôn. Ở đây có cái khe nè, không sao nha anh em, đầu cổ là sạch sẽ hết nha, bự nha anh em, bự nha, mình mẩy nè, đây nè, nó ngậm đá cứng ngắc đây luôn nha anh em, lưng cổ đơm xuống nè, chỗ đây là một cái eo nè, nó ngậm cái cây á, làm cái eo đá nha, coi là lưng thú nè anh em à, nó đơm xuống nè, cái hoành dễ chỗ đây khoảng 35 nè anh em à, hoành dễ chỗ đây nè. Quay kia luôn anh. Cái đầu nó hơi hồi về cái dàn đế lại nha. Đây, chỗ đây nó có điểm lũa nha anh em. Đó, lũa có bàn tay nhỏ hơn bàn tay em. Lưng cổ nè. Để quay anh. Chỗ đó có điểm lũa à. Quay vài vòng nữa cho anh em xem này. Rồi. Giao lưu anh em cái mai rừng để chải nha, con thú anh em à, để chải ngậm đá nè. Rồi để gì nó thứ cầm thể luôn, ngậm đá cứng ngắc luôn anh em à, cái lưng đó nè, bệ lưng á đó. Đó, bao bệ lưng đó, đó. Bao bệ lưng nó là 57, bao bệ lưng 57 nha. Mình thăng chính xác mình ngọn ơi, thăng chính xác nó là 35, ô 36, 36 ngọn, ngọn nó 26, 6. Chiều cao đối ngang rồi. Chiều cao của nó 60. 60. Đối ngang từ đây qua dễ rồi thôi. Đối ngang từ đây qua đây. Đối ngang của nó là 57. 57 nha. Rồi, chiều dài thú. Chiều dài chiều bay thú không? Chiều bay từ đít rồi thôi, từ ngang lưng á. Đó. 44. Rồi chiều dài từ đây là lên đầu. Chiều dài từ đây. Đây 73. Rồi, quay. Cây này dễ ok nha anh em. À, coi tấm lưng nữa nè. Anh em coi tấm lưng nữa nè. Nó lượng lên đây nó xóng một cục lên nữa. Da nó sần sùi đá nha anh em. Đầu cổ sạch sẽ nè. Cái đế đó nè. Đó, dễ này xuống chậu hết luôn nha. Dễ xuống chậu hết luôn nha. Đây có cái dễ đây nè. Chỗ đây là nó có mấy cái điểm lũa nhẹ nhỏ nha. Dễ đây có đầu nè. Lượng chùm nữa nè. Đó, trước đây hai dễ nè. Đây dễ nữa nè anh em nè. Nói chung là dễ dưới chậu hết luôn nha. Đế đấm luôn là nổi hết á. Đá nè. Đá cứng ngắc luôn anh em à. Ngậm ngang lưng luôn. Đó. Okay, đẹp nha. Vô chậu hình chữ nhật là ok luôn. Đi, chơi sống lưng luôn. Đá rồi luôn. Rồi quay ra mặt trước luôn anh. Rồi ok. Giao lưu anh em cái mai rừng chân dài thằng lắc lượng nha anh em, nó lượng từng nhịp như con vòng luôn anh em à, lượng nó bay lên nó gió ngọt cái đầu đá nha,
Rồi để gì đi đo thước luôn. Chiều cao á là 2m 28. 2m 28 nha. Đây cái hoành ngọn á là 33. 40. Cái hoành ngang điểm này là cái em chỉ là 40. Đó, rồi qua đo hoành mấy phía dưới đây. Hoành ngay cuối dễ đây. 32. Hoành cuối dễ 32. Hoành ngay giữa. Hoành giữa đó. Hoành giữa đó là 34. Rồi, để ngang gọn chậu để nha anh em. Rồi quay về vòng á. Cây này lượng từng nhịp luôn anh em à. Cây này hoài mập mập đá nha anh em, cốt đá. Đầu cổ là sạch sẽ nha. Đây nè. Trên đây nó có điểm lũ nha anh em. Lũ nhỏ rồi nha. Lũ nhỏ à. Đó, tay em nè. Này nó có miếng lũ nè. Lưng lên lưng đổ lượng nè. Lượng đá nha. Chỗ đây nè. Chỗ đây nó có cái khe lũ nha anh em. Là em cậy ra hết rồi nó không có bị động gì hết nha. Đó, coi như đây nè. Rồi. Xuống đây nó có ba đầu dễ nha. Ba đầu dễ. Anh em nó quắn nè, lượng lên nè. Như con dòng năng lượng nha. Rồi. Chi tiết hết rồi á. Rồi quay về dòng đó anh. Đây là lượng đá nha. Giao lưu anh em cái mai rừng chán thú nha anh em. Cây này to cây nha, lưng rồi nó lượn xuống nó đâm dàn dễ nè, đâm dàn đế là đây mà là nó phóng bài chi gió ngọn nha, đo lượn xuống đẹp rồi. Để gì ra thước tổng thể luôn rồi quay chi tiết luôn, mình tăng chính xác này. 50 56. Nhiều 56. 56 nha. 20 luôn. Rồi, 20 luôn nha. Này 35. Hoành đó 35 nha. Đế chậu. Đế chậu nó 84, 85. Đế chậu 85. Chiều cao. Chiều cao của nó là 1m18. Cao 1m18. Chiều bay da. Bay da nó 78. Rồi, chiều dài thúc luôn. Từ dưới góc đổ đó lên cái đầu luôn. Đó. Chiều dài con thú. Chiều dài con thú nó 1m25. Dù đâu hoành hai dễ luôn. Rồi chi tiết cho anh em xem luôn. Hoành đây là 36. 36. Còn kia. Đây là 28. Cái này coi dàn đế đó rồi. Cái này làm đuôi luôn được nha. Giờ quay anh. Đẹp nha anh em. Còn cái lưng nó quắn nó lượn nè. Như sợi dây đây, hai cái sợi dây nó lượn nó đan lại nó quắn này. Đây nè, có đít o xuống nè. Đít lên cần cốt đã nha anh em. Lưng cổ rồi nè. Mạp nha, cây bự nha anh em. Này làm đuôi cũng được nè. Đây nó có mấy lũ nha anh em. Lũ cỡ gan em. Không bỏng cũng dễ nha. Tất cả là không bỏng cũng dễ. Vậy trước đây dễ ok hết nha. Đít rồi bo nó lượng nha nè. Đầu sữa sạch sẽ nha. Đầu sạch sẽ nè. Ba chi nha. Bày ra đây. Đây nè. Cái chi này nó bỏng miếng nha anh em. Chắc là bỏng xuống cái lũ đó luôn á. Đó, lưng cổ nè. Quay qua xíu anh. Đó, lưng nè. Em đừng lượng xuống này mà. Thấy không? Đàn gì là nó quán qua quán lại đẹp lắm. Dễ ok nha anh em. Rồi. Giao lưu anh em củ mai rừng dáng thú nha. Cái này nó lượng nó hồi đầu lại đẹp anh em à. Củ này nè. Cây này này đơm xuống dễ xuống hơi dưới dậu hết luôn. Rồi quay ra trước đo cái thước tổng thể cho anh em xem rồi đi chi tiết luôn. Có cái lưng lượng anh em thấy không? Rồi, ra thước đây. Cây này lật cây nha anh em. Quanh dưới đây 54. Mập nha. Quanh 54. Giúp ngọn. Còn nó 43. 43. Quanh lưng hai dễ luôn. Cây này mập lưng mập. 35. Dễ này. Dễ này 40. Dễ ngang. Cao chiều bay nữa được rồi. Dễ ngang 60.
Cao. Cao. Cây này lật cây nha anh em. Chiều cao nó 75. Rồi chiều bay. Chiều bay. Chiều bay nó 47. Rồi chiều dạng thú luôn. Chiều dạng thú. Bay 47 nha anh em. Chiều dạng thú nó 81. Rồi quay về dòng anh. Cây này dễ ok nha anh em. Lật cây nha. Em coi nè, nó lượn lên nó hội đầu lại nha. Đuôi rồi nè. Đó. Em có cái bể nè nè. Tay em nè, không ăn thua nha. Dễ nó lượn xuống nè. Dễ là ok hết nha. Em coi lượn nó lượn xuống nè. Nó lượn lên rồi nó cong cái đầu qua nó hồi lại nè. Đó, lưng nè nè. Rồi em. Đó. Lưng mập mập nha anh em. Tay em nè. Đây nè, trên đầu nó bọng xíu nha. Bọng lụa nhỏ của ngón tay em à. Không ăn thua nha. Ơi, giao lưu anh em cái mai rừng chân dài. Cây này nó số trên đồng bú rồi nè bà. Cây này cũng là tác phẩm nha. Đó, quay về vòng cho anh em xem. Quay ra mặt trước rồi đo cái thước luôn. Lưng nó lượn nè. Xón cái nó đổ xuống nó bay ra nha. Rồi để gì đo thước luôn anh. Xón đổ bay ra nha. Đo thước đi. Bao qua kia kìa. Bao kiểu kia đó. Quanh mấy cái bẻ ra. Quanh mấy bẻ 60. 60 nha. Quanh thân chính nè. Cây này chuẩn cây luôn nè bà. Quanh thân chính nó là 38. 38. Lúc ngọn. Lúc ngọn 30. Sắn lại đổ bay ra nha. Ủa dễ nè. Dễ này nè. Dễ này 23. Dễ kia luôn. Dễ này luôn. Lưng lượng nè. Dễ này 21. Em há chậu đây là. Dễ 21. Rồi chiều cao đó ngang rồi. Chiều cao. Chiều cao nó là 95. Cao 95 để ngang. Để ngang. Giá ngang của nó là 45. Ngang 45 còn chậu nha. Rồi. Bay ra. Đuôi bay ra nè. Đuôi bay ra đây 55. Rồi quay về dòng đó anh. Cây này dễ cũng ok nha anh em, tương đối ok nha. Cây sạch sẽ đó. Anh em khỏi cái bể đó nè. Bể bự ra. Nó quắn nè, nó quặn nè. Đó, nó đơm hàng dễ xuống nè. Đó, nó đơm xuống nè. Dưới này nó tỉa ra 3 nanh nha. 3 đầu dễ nè. Đây có 3 đầu nữa nè. Đây bên này có con đầu nữa nè. Đó. Quay vòng qua trước luôn anh. Cây đẹp nha anh em. Nó cái tấm lưng nó lượn nè. Đó. Thấy không? Cái này cái đuôi nha anh em. Đó, về cái đống bò này nè. Em có cái bể đá nha. Bàn tay em không ăn thua nha. Đó, bể nó đưa ra nè. Đầu cổ sạch sẽ nha. Quái cây nha anh em. Mai dừng mà kiếm thì khó nha. Rồi dài vòng nữa anh. Đó. Cây này cứng cáp cây luôn em à. Mặt nọ cũng đẹp hết nha. Để đắm độ ok hết á. Giao lưu anh em cái mai rừng chân lỡ khoái nha anh em. Cây này nó co quắn thì tét luôn nè bà. Ờ một đá đây nữa nè. Rồi giờ để gì vô trong số cho anh em coi vô đi chi tiết luôn. Cây này gọn chậu luôn. Đo quanh lấy cái cổ này nè. Quanh đây 35. Quanh 35. Quanh ngang phình đây luôn. Ngang phình đây. Đây phình đây 42. Phình là 42 nha. Ngọn. Ngọn 31. Ngọn 31. Vành ngang eo đá luôn nè. Vành tắm cái eo đá luôn. Đây kia kia. Trời ơi trời. Nó gì á. Tắm xuống dưới luôn. Đây 55. 55 nha. Đây ngang chiều cao đây. Chiều cao lên đầu á. Chiều cao. Chiều cao của nó là 89. Cao 89. Đây ngang. Chiều bay từ đến ra luôn. Đây ngang của nó là 38. Đây ngang 38 này mà.
bay của nó là 61. Rồi quay về dòng anh. Cây này thôi quá đẹp anh em à. Anh em coi nè. Nè, cái rễ này nè, quặn ở đây nha, nó ngậm mấy cục đá nè. Xuống này chày xuống nè, quặn lên lại nó ngậm tiếp mấy cục đá nè, xuống đây nè. Xuống này là có một nanh nha anh em. Bên rễ đây là hai nanh nữa nè, là ba nanh nha. Lũ nè, lũ nhẹ này mà. Đây là cái đuôi nè. Đây nè. Cái đầu nè anh em à. Đầu này là sống hết nha. Là nó vô đây nó lũ nè. Nó lũ nó xuyên qua kia dưới kia luôn nha anh em. Lũ thoát nước nha. Thấy cái tay em không? Không bọng xuống dễ nha anh em. Nó bọng vô đây xíu nó hết à. Đó. Bên đây nè. Bên đây nó là một cái co ở một đá cứng ngắt luôn nha anh em. Này nè. Đó là một cái co bệ nè. Ngậm đá cứng ngắt luôn. Cái co nó anh em à. Quắn nè. Cây này khỏi nói rồi nè bà. Quá đẹp. Nó bọng vô là không bọng xuống dễ nha anh em. Thịt tát nha. Ba đầu dễ nha anh em. Rồi. Giao lưu anh em, cái mai rừng chân dài dễ quái nha anh em. Cây này tác phẩm luôn anh em à. Giờ quay mặt trước đó cái thước tổng thể rồi quay chi tiết luôn. Rồi. Dễ là đơm xuống chậu hết luôn nha. Để đắm rồi chuẩn hết luôn nha anh em. Hoành 36. Đây củ dễ. Củ dễ đây 33. Rồi quanh củ dễ nhỏ dưới luôn. Nhỏ dưới. Nhỏ dưới 24. Con này cục u này không? Con cục u bú đó luôn, quắn đó. Con này co nè. Này co đây là 33. Rồi. Hoành mỗi chi này chắc có mười mấy một chi nè, anh em à. Rồi, chiều quay. Bay rồi. Chiều quay của nó 72. Bay 72. Để chậu. Để chậu nó là 65. 65. Chiều cao nó là 1 mét nha anh em. Rồi quay vòng rồi nè. Quái luôn nè mà. Dễ là đơm xuống hết luôn nha. Để đấm luôn quắn đá. Chị bay đổ nha. Đó. Rồi để dành. Hai chi sạch sẽ nè. Đây có miếng lũa nha anh em. Lũa nó bọng lỗ nhỏ à, nó bọng xuống đây nha. Đó, cái sừng nè. Sừng nó quắn đổ xuống nè. Anh em coi nó bò xuống nè, mập nha. Ồ, nó xuống đây nó quắn một cục, nó ôm một đá thịt anh nè. Nó ngậm cứng ngắc luôn nha anh em, ngậm vô thịt luôn nha. Nó quắn một cục đây nè. Nè nè, trả ra đế nè. Đế nó quắn nè. Đế nó quắn đây cục luôn nè. Đó, là dễ xuống chậu luôn nha. Rồi quay nha. Cày quái cày nha. Bò xuống nó quắn này một cục. Quắn này một cục. Đèn cục ôm đá nó. Cày là quái nha. Tác phẩm anh em à. Đó. Đùa chậu là chơi rồi thôi. Giao lưu anh em, cái mai dừng chân dài. Đó. Rồi, quay qua mặt trước rồi đo cái thước luôn. Con giữa xe kia nước nó khỏi chảy đây nghe. Cày quắn cục luôn này bà. Cây này to cây nha. Rồi để gì đó thước luôn anh. Tổng thể rồi quay vài vòng nữa chi tiết cho anh em xem. Eo này à. Khó thì đo trên đây. Quanh eo này nè. Quanh eo này 48. Rồi đo quanh dưới dễ luôn. Quanh dễ. Cày lắc cục luôn dạng đế nó quắn là này bà. Là 36. 36. Quanh thăng không? Thăng chính thì. Nhỏ thôi. Quanh thăng chính nè. À. Bình thân chín 55. 55. Dốc ngọn. Dốc ngọn nó 38. 38, chiều cao đó ngay. Chiều cao. Cây đẹp cây nha anh em, mập từ dưới lên trên luôn, bự nha. Chiều cao nó 1m64. Chiều cao 1m64 nha anh em. Để ngang. Để ngang của nó là 55. Rồi quay vài vòng nữa anh, để ngang 55 nha. Cây để đấm rồi chuẩn nha. Quắn từ trên xuống dưới luôn, dễ là xuống chậu hết luôn nha anh em.
Em coi nè, đậu nó giót lên nè, sạch sẽ nha. Coi nó lượn xuống nè. Đó, nó lượn xuống nè, dễ đưa xuống hết luôn nha. Cây bự nha anh em, coi được cái tay em à. Đây nè, dàn đế nó quắn nè anh em à. Quắn cục vô đây nha. Xuống này té nè nè. Nên dễ để thọc xuống này hết luôn nha. Để đắm được nó quắn nè, nhờ quay mặt sau luôn anh. Đây, mặt sau nè, chỗ đây nó lũ nha anh em, lũ thép. Nhỏ hơn bàn tay em nha. Cái bể tròn ngay nữa nè, đưa xuống nè. Ồ, nó quắn cục cục luôn nè mà. Chỗ đây nó quắn nè, dàn đế nó quắn nè. Cây đẹp cây nha, rồi quay dây dầm luôn anh. Bự cây nha.